thiên hạ phụ tử đệ nhất khóa. Trung Hoa văn minh, nền văn minh dân tộc là máu vật của nhân loại. Chúng ta làm cách nào để phục hưng? Phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Đây là trang mạng giáo dục từ xa toàn cầu đầu tiên về kinh điển của Thánh Hiền. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền, bao gồm toàn bộ nội dung giáo dục trọng điểm của ba nhà Nho, Thích Đạo, chia thành 15 phân loại chính, 100 bài giảng ngoại khóa, vạn quyển sách quý từ xưa đến nay sáng ngời nền văn hóa dân tộc. Những người đọc sách trong thiên hạ đều hướng về học tập lập chí làm thánh hiền. Cung thỉnh các vị thầy danh tiếng trong ngoài nước lên đài giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời dạy dỗ từ bi của sư trưởng. Dạy học qua vệ tinh, như những việc làm nhỏ nhoi đang truyền thừa huyết mạch của dân tộc. Ngàn vạn đời sau cũng không thể rời bỏ giáo dục của Thánh Hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước như Hồng Kông, Đài Loan, cho đến các nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia, đều cùng học tập bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của Thánh Hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình. Hoan nghênh các bạn đến với trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền. Dựng nước an dân, giáo dục là hàng đầu. Tôn sùng nhân đức, giáo dục là hàng đầu. Thịnh trị dài lâu, giáo dục là hàng đầu. Cõi nước chư Phật, giáo dục là hàng đầu. Cực là thế giới, giáo dục là hàng đầu. Cả thế giới hãy cùng học tập, cùng ủng hộ trang mạng toàn cầu vì học tập giáo dục Thánh Hiền. Trời người hoan hỷ, A-di-đà Phật. Quét rác, quét rác, quét rác trong tâm. Các vị đang xem trang mạng cùng học tập giáo dục Thánh Hiền toàn cầu, tiết mục dạy học từ xa, bài học bắt buộc khi nhập môn học tập văn hóa truyền thống. Quốc thái dân an, giáo học vi tiên,
Đây là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa, tập 7, Hàn Môn Xuất Quý Tử. Chào các bạn. Chào mọi người. Hoan nghênh các vị tiếp tục xem Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Đây là tập thứ 7, là tập cuối cùng rồi. Mọi người, chúng ta hồi tưởng lại tập thứ nhất. Bạn có thể đem cái đĩa này, hãy xem lại nhiều lần từ đầu. Bạn sẽ phát hiện người mẹ này rất biết dạy. Dạy như thế nào vậy? Từ cái đĩa DVD đã tập thứ nhất này xem mãi đến cuối cùng, bạn thấy cậu bé để nó làm mọi thứ mà không hề nói năng gì. Bạn có thấy không vậy? Toàn bộ là ở đó thực sự đang làm việc. Đây là sống có ích, là đang sống, đang tồn tại, sống cuộc sống đàng hoàng với người thế gian. Quan hệ mật thiết chính là giáo dục sống, vô cùng hiện thực. Những thứ này không có gì là xa qua, là vô ích, là lòe loẹt, phù phiếm, không có, và càng không có chuyện nói suông. Quả đích thực là giáo dục đời sống. Đây là chỗ tuyệt vời nhất. Hay nói cách khác, đây chính là một loại hình thành, một loại bồi dưỡng đức hạnh cho cậu. Không cho phép khua môi múa mép. Mà có khua môi múa mép đi nữa, vẫn là do chính bạn làm. Còn phải chịu đói. Bạn thấy cậu bé này có học tài nghệ, học nhảy ba lê, học thổi sáo, học đàn tranh hay không? Không có. Không hề đụng đến cái nào trong đó. Cái đó sau này hãy học. Trước tiên học cái này, đây gọi là biết thứ tự trước sau, là gần với đạo vậy. Cho nên gia đình họ, bạn đừng xem là gia đình rất tầm thường. Những gì họ dạy hoàn toàn là tuân theo cách dạy xưa, đều có đạo ở trong đó. Đem tài nghệ đặt lên phía trước, đó là vô đạo. Trước đây chúng ta dùng để mắng hoàng đế, đây là kẻ hôn quân vô đạo, vua bán nước. Đó là những gì họ dạy, những gì họ làm. Pháp mà họ thúc đẩy thảy đều không có đạo đức luân lý, vô đạo, không có văn hóa truyền thống. Cho nên mọi người nhìn thấy rồi chứ, cho dù văn hóa truyền thống cũng phải có trước sau. Cho nên biết thứ tự trước sau là gần với đạo, sắp gần với đạo rồi. Cho nên cái thứ tự này chúng ta không thể không biết. Ở trong đây có cái nhất định phải cấm tuyệt. Thí dụ nói không cho phép nói suông, là ở đó thật sự là đang làm việc. Ở đó đang làm, làm việc vui đầu, chỉ là hình thành tinh thần chất phát rồi. Đây là đức hạnh của cậu. Còn có tài nghệ và sự nỗ lực thực hiện, nhất định phải đích thân làm được. Cái nỗ lực thực hiện này để ở phía trước, không gắn làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Cái này đòi hỏi mọi người chúng ta cần phải nhìn ra cho được. Rất nhiều em ở trong nhà miệng mồm rất khéo, rất biết ăn nói, là bạn đã dạy hỏng đứa bé này rồi. Nó thiếu đức, lời ngon tiếng ngọt thì thường thiếu đức. Ngụy quân tử giỏi khéo miệng, thế có được không? Im lặng, cố gắng làm việc. Đây là gia giáo tốt. Chúng ta không nên nhìn cảnh tượng náo nhiệt, mà nên nhìn lề lối. Chúng ta không ngờ rằng người trong gia đình của Thạch Gia Trang này, cha mẹ dắt theo đứa con trai duy nhất 5 tuổi, giáo dục con như thế nào. Họ ghi hình nó lại, sau đó làm tài liệu, bài tập, nhập học, mời thầy giáo, hiệu trưởng đến kiểm tra, thử xem cậu có đủ tư cách nhập học hay không. Chúng tôi nhìn thấy vậy rất cảm động. Hiện nay mọi người không thể tìm ra được trường học tốt, ở nhà vẫn có thể dạy được như thường. Đây chính là một điển hình rất tốt. Sau đó mọi người điện thoại không nên đi cầu cứu ở bên ngoài. Đặt điện thoại xuống, đem cái đĩa DVD này xem lại thật kỹ, nghe bài giảng ở trên mạng, và làm giống như người mẹ này vậy, cố gắng dạy con cái của mình, dạy tại nhà. Sau mấy năm cũng sẽ thành tựu thôi. Cũng không cần đi tìm những trường văn hóa truyền thống đó nữa. Nếu mà thật sự đi tìm, thì trước tiên hãy gửi tặng cho người ta một bộ DVD. Đây là thành quả dạy con một vài năm của tôi. Các bạn thử xem có đủ tư cách nhập học hay không. Đó chính là bài kiểm tra nhập học. Lần này chúng tôi được gợi ý rất nhiều. Sau này cứ như vậy mà đến, quá tốt rồi. Khán giả xem đến đây sẽ hỏi một vấn đề: cậu bé này chỉ học qua đĩa mà làm việc rất hay. Cái bánh nướng đó chúng ta đều rất muốn ăn.
Bởi vì cô Vương Tuyết Liên của chúng ta cũng ở đây nghe diễn giảng. Cô làm nữ công gia chánh rất tốt, là cô giáo môn đời sống. Cô hôm qua nói, cô nói cậu bé đó, cái bánh nướng đó, có thể tôi cũng không thể nướng được như vậy. Bạn thấy ngay cả cô giáo môn đời sống còn nói như vậy. Nói cậu bé này, cô nói, vì nhìn cô liền thích ngay. Vì sao vậy? Hai tay làm việc, em không phải là làm một tay. Đây là lời của người biết làm việc nói ra. Chúng tôi nghe xong thấy rất cảm động. Đây là lời của người trong nghề nói. Hai tay làm việc. Cô Tuyết Liên nói, xem cậu bé này tôi cũng thích. Đây là thật sự biết làm việc. Không để tay chân nhàn rỗi, miệng không rảnh, tay còn lắng nghe. Thật là biết làm việc. Luyện thành công rồi. Cậu mới 5 tuổi mà thôi, vừa mới dùng thời gian có hơn 1 năm mà đã luyện thành công rồi. Đời này là được rồi. Mọi người nghĩ xem, cách giáo dục tốt như vậy, ngày nay trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, cơ sở, trung học, đại học trên toàn thế giới, có nơi nào mà dạy như vậy chứ? Không có nơi nào dạy cả. Nhưng mà những điều này là điều cần thiết của đời sống, mà nó chẳng nơi nào dạy. Đây lẽ nào không phải là vấn đề của giáo dục hay sao? Ngày nay tại vì sao phụ huynh đau khổ than trời trách đất vậy? Bên trong cái vấn đề rồi. Người ta dùng cách xưa, phương pháp văn hóa truyền thống để dạy thì tốt như vậy. Hôm qua rất nhiều phụ huynh sau khi xem xong rất cảm khái. Hay quá, bản thân chúng tôi quá hổ thẹn. Thật ra thầy cô có đó, giáo trình cũng bày ra đó, người nào cũng tải xuống được, đĩa cũng có, sách cũng có, quá thuận tiện rồi. Là do họ không chịu làm thôi. Người ta chịu làm người ta hạnh phúc rồi. Cho nên ngày nay chúng ta cũng đừng nên trách gì. Không nên trách xã hội, trách cái này, trách cái nọ. Đều không đúng, là bản thân chúng ta sai. Người ta sao có thể làm được? Dần, bạn xem coi tiết mục này, bạn tự hỏi xem. Ta cũng là mẹ, ta cũng là cha. Con cái nhà ta cũng là 4-5 tuổi. Đây chẳng phải khác nhau một trời một vực rồi sao? Con cái của ta thì không thể chấp nhận được, ta cũng không thể quản lý nổi. Bạn thử xem người ta. Chúng ta đã xem 6 tập rồi, hôm nay là tập thứ 7. Chúng tôi cùng xem với khán giả, chúng tôi cũng là xem lần đầu. Trước đây thật sự không hề biết có họ ở nhà làm những việc này, chúng tôi không biết. Hai cô có phải là không biết cái này hay không? Nhưng đúng không? Thật sự không biết họ đang làm như vậy. Người ta, người mẹ này biết hổ thẹn thì sẽ dũng cảm đem con của mình trở về. Trường người ta không nhận, nó không đủ tư cách. Được, tôi sẽ dạy nó tốt thôi. Hơn nữa cũng không phải là nói suông. Các bạn nhìn thấy như vậy, người mẹ này tuyệt đối không phải để cho con mình ở đây biểu diễn, làm bộ cho các bạn xem phải không? Dừng, giả lại động tác của cậu, nhìn thấy là biết thường hay làm, thường hay luyện. Nó tuyệt đối không phải là ở đó tỏ vẻ ta đây. Đúng, cái thứ đó đều có thể giả bộ được. Vậy bạn giả bộ thử xem, bạn cũng biểu diễn một cái cho chúng tôi xem. Bạn thấy cô giáo môn đời sống đó vừa nhìn, nhất định đây là luyện quá thành thục rồi. Đây là không thể giả bộ được, không thể làm giả được. Chúng tôi hôm qua xem xong đều có cảm nhận này. Rất nhiều khán giả cũng nói, tương lai thi nhập học vào tiểu học, trung học, đại học Trung Quốc là môn này. Mọi người có thể sẽ nói, cái này có lợi ích gì? Rất lợi ích. Bạn thấy đức hạnh, năng lực của cậu bé 5 tuổi này, trí huệ của nó tốt hơn người lớn, chứng minh cho chúng ta xem những thứ này là cần thiết cho đời sống. Những thứ này của trường học hiện nay không có quan hệ gì với đức hạnh, không có quan hệ gì với trí huệ, đều là tri thức, thứ đã chết. Sau khi tốt nghiệp xong đem sách bỏ hết, dứt sạch, sau đó họ không còn nhớ gì, trong đó trống rỗng. Bạn hỏi lại họ cái gì cũng không biết. Trí huệ, ngay cả một chút tri thức đó cũng quên hết. Tuyệt đại bộ phận là như vậy. Sau đó năng lực, năng lực cái đó thì đừng nhắc đến nữa. Hôm nay sinh viên đến xem tiết mục này, kẻ ngốc to đầu này, đó thật là kẻ ngốc to đầu. Hai tay đành chịu bó như vậy, cái gì cũng không biết. Anh ta đến đây để làm thiện nguyện, mà người ở đây phải hầu hạ anh ta, là sinh viên tốt nghiệp đại học. Và cô đàn piano đó, đàn piano cấp 10, ngoài biết piano ra chỉ biết ăn, cái gì cũng không biết. Người khác cũng phải đi hầu hạ cô. Trong xã hội đâu có thiếu người như vậy chứ. Cho nên tôi liền nói với họ, 6 căn của các bạn đều mất linh rồi. Mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi có thể nếm, mũi có thể ngửi, thân thể có thể tiếp xúc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nghĩ, trong tâm. Tôi nói 6 căn của các bạn đều mất linh rồi. Nguyên nhân gì vậy? Là 5 căn phía trước này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không có được huấn luyện như cậu bé 5 tuổi này, không có tiếp nhận được kiểu giáo dục như vậy,
Cho nên cái bên ngoài này của bạn, mắt tai mũi lưỡi thân, năm căn này mất linh rồi, thì nội tâm tự nhiên sẽ mất linh. Nội tâm tự nhiên sẽ bị khờ đi, bị mơ hồ, bị mù mờ. Lẽ nào không phải sao? Ngày nay chúng ta thấy người bao nhiêu tuổi, là người 30-40 tuổi mà cứ đi xem, học vấn đều rất cao, càng học càng lơ mơ. Tâm của họ tại vì sao lơ mơ vậy? Do năm căn bên ngoài này của họ nó mất linh. Năm căn gì sao mất linh vậy? Bạn thấy đôi tay cậu bé đó khéo léo biết bao. Mọi người nên nhớ là năm căn này thường luyện tập thì tâm của bạn tự nhiên sẽ linh ngay. Vì sao vậy? Năm căn này với cái căn thứ sáu, đó là thông với cái tâm này. Mắt tai mũi lưỡi đều thông với cái tâm này của bạn. Năm căn linh rồi thì tâm của họ tự nhiên là linh ngay. Vì sao vậy? Bạn luyện bên trong bất kỳ một căn nào thì bên trong cái tâm này nó đều đồng thời cùng chung với cái căn đó. Bạn thấy cậu bé ở đó làm cái bánh này, cái tâm đó của cậu ở đó nó tự nhiên linh. Cho nên con cái của chúng ta tại vì sao khờ vậy? Vì sao ngốc vậy? Vì sao không thể tìm được công việc, chỗ nào cũng không muốn nhận nó vậy? Chính là môn đời sống chưa có học, chưa có học giáo dục sống. Sáu kỳ phía trước trọng điểm là nói cái này. Đây là nền tảng an thân lập mạng của chúng. Chúng ta ở đoạn trước nghe cái tin tức đó, một cô nữ sinh viên của Trung Quốc, hình như là du học đại học Mỹ, hai bằng tiến sĩ có phải không? Trả về rồi, hai bằng tiến sĩ cuối cùng bị trả về. Vì sao vậy? Ngoài biết đọc sách ra, cái gì cũng không biết là vô dụng rồi, phải vậy không? Dân, dạ phải. Tin tức trong khoảng thời gian trước, cuối cùng sau khi bị trả về nước, cô nữ sinh viên này liền nói, cô nói: tôi ở nước ngoài đã đăng ký ứng tuyển rất nhiều công ty, cuối cùng toàn bộ đều không nhận tôi. Vì sao vậy? Bởi vì cái gì tôi cũng không biết làm. Sau đó liền hỏi: thế cô biết làm gì? Trả lời là ngoài đọc sách ra, những cái gì tôi cũng không biết làm. Thật sự là dạy ra con mọt sách rồi, hai bằng tiến sĩ. Cái học vấn này là vô dụng. Loại bi kịch này xảy ra ở ngay trước mắt chúng ta. So sánh với cậu bé 5 tuổi này, chúng ta cảm nhận như thế nào? Cậu bé này mới 5 tuổi, cuộc đời của cậu còn dài. Sư phụ nói cái học kỳ thứ nhất là 10 năm, học thêm một cái học kỳ 10 năm nữa, cậu mới 25 tuổi. Cậu đã học được 20 năm văn hóa truyền thống, thì cậu bé này giỏi cỡ nào chứ? Nếu như cậu bé này sống đến 80 tuổi, có thể sống đến 90 tuổi, cậu ở nhân gian làm quan cũng tốt, làm học vấn làm thầy cũng tốt, em có thể cứu được bao nhiêu người? Cậu tự mình làm được rồi. Người chúng ta cần bồi dưỡng là người như vậy. Người mà dân tộc chúng ta cần là người như vậy, chứ không phải là chỉ có học vấn, cuối cùng trở thành kẻ vô dụng. Thế thì chúng ta cần họ làm gì? Cuối cùng còn phải hầu hạ họ nữa. Vì chúng ta đã xem 6 tập, khán giả đã nêu ra vấn đề rồi. Một cái vấn đề quan tâm nhất, cái này thật sự tốt, nhưng mà cậu bé này tuy nhỏ một chút, vì có cần dạy nó học vấn hay không? Cũng phải dạy. Và tập 7 nói điều này. Ở nhà làm sao dạy học vấn? Cũng là học theo cách của trường học văn hóa truyền thống này của các cô, là đọc sách ngàn lần. Vì vậy nhà này dĩ nhiên cái gì cũng không bỏ lỡ. Giáo dục sống người ta không bỏ lỡ, cái gì cũng biết. Còn con cái đó của bạn 5 tuổi, 15 tuổi vẫn còn dạy khờ. Cho nên rất nhiều người nói học văn hóa truyền thống có vậy khiến cho trẻ con bị khờ hay không? Bạn đã xem 6 tập rồi thì bạn sẽ không còn nghi ngờ nữa. Có dạy thành khờ hay không? Có thể thấy có dạy thành khờ hay không? Bạn xem, ở ngay trước mắt. Và họ làm học vấn thì càng đáng xem hơn nữa rồi. Đều là phương pháp xưa, cũng khác với cách trong xã hội. Cho nên chúng tôi đặc biệt hy vọng tương lai cái tiết mục này luôn là để làm chứng minh. Cậu bé này năm nay 5 tuổi, 10 năm sau chúng ta sau đó thử xem cháu sẽ như thế nào. 20 năm sau cháu mới 25 tuổi, vẫn là chàng thanh niên. Chúng ta sau đó thử xem cậu ấy như thế nào. Đến lúc đó bạn không tin cũng phải tin rồi, nhưng mà đã muộn rồi. Vì sao vậy? Con của bạn đã bỏ lỡ qua cái thời kỳ này rồi. 20 năm sẽ có rất nhiều đứa trẻ hư hỏng, nó không được dạy như vậy. Đây chính là bằng chứng rất tốt. Cho nên phát tâm để cho con của mình đi vào đường chánh. Muốn hạnh phúc thì từ bây giờ hãy mau mau học. Chúng ta bên dưới hãy thử xem cái băng ghi hình này của hôm nay, trẻ con là học tập như thế nào. Chúng tôi trước tiên nói với mọi người, cả nhà họ là gia đình Phật hóa.
cha và mẹ đều là người học Phật. Cho nên đứa con này lớn lên trong bầu không khí như vậy thật hiếm có. Đây là tu đại phước báo. Mọi người thử xem, người mẹ ngồi bên cạnh tự mình dạy. Trẻ con 5 tuổi, tự nhiên còn chưa được đi học, vẫn chưa đủ tuổi vào tiểu học, không đi nhà trẻ. Hiện nay ở trong trường mẫu giáo đều là so ăn so mặc, chỉ nói đến cạnh tranh. Học những thứ tài nghệ vô ích, nào là ca hát, nhảy múa, đàn piano, học thư pháp, toàn là những việc ngoài da này. Bạn thử xem, đây là người mẹ ở đây dạy cho cậu bé học thuộc kinh điển như thế nào. Lấy sách giáo khoa từ trong trường của các bạn về để học thuộc phải không? Đúng vậy. Từ chỗ của chúng tôi, khi lần đầu tiên đến, lúc ra về, chúng tôi đã cho cháu mang về một số quyển kinh. Lần này trở lại chúng tôi phát hiện có một quyển kinh rất mỏng, cả quyển đều có thể học thuộc lòng rồi. Đây là người mẹ đang kiểm tra cậu ấy, cậu đang ở đó đọc thuộc lòng. Bạn xem, người mẹ vừa là thầy giáo, vừa là giám khảo, là giống như huấn luyện viên vậy. Bồi dưỡng huấn luyện. Bạn thấy, đây là cách chỉ đọc. Đây là giống y như trong cái tiết mục đọc sách ngàn lần này. Học được cách đọc. Cha mẹ bảo phải làm ngay, cha mẹ dạy phải lắng nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng hỏi thăm, tối phải giếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Như thế, khán giả có thể sẽ hỏi, đọc sách ngàn lần, cách chỉ đọc những thứ này có lợi ích gì? Hoan nghênh mọi người xem tiết mục đọc sách ngàn lần này và bói thư thức căn khí nữa. Đây cũng là tĩnh tọa với mẹ. Môn tĩnh tọa của trường văn hóa truyền thống họ cũng học được rồi. Ngồi kiết già, mọi người xem, hai chân ngồi xếp bằng. Đây là động tác tương đối khó. Bạn thấy, học thuộc lòng. Người mẹ này cầm kỹ thước. Bạn xem, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, người có học vấn cũng là do vậy mà nên. Chính là như vậy mà dạy nên. Sau khi mọi người nhìn thấy rồi, đọc sách ngàn lần, ở trong nhà mà thực hiện cái bài học này, tiếng cũng phải đọc lớn. Như thị đẳng tội, tư mệnh tùy kỵ khinh trọng, đoạt kỳ kỹ toán, toán tận tắc tử, tử hữu dư trách, nãy ương cập tử tôn, hữu chư hoành thủ nhân tài giả, nãy kế kỳ thê tử gia khẩu dĩ đương chi, tiệm chí tử tan, nhược bất tử tan. Cậu ở nhà bình thường là đứng đọc khoảng 1 giờ đồng hồ, ngồi đọc 1 giờ đồng hồ, sau đó quỳ đọc 1 giờ đồng hồ. Mọi người nhìn thấy nhà chỉ có 4 bức tường. Bạn thấy rồi chứ, cái gì cũng không có. Đây là người mẹ đặc biệt chọn môi trường cho cậu. Họ mỗi lần, bạn thấy người mẹ này dắt theo con của mình, trước khi nghe thầy giảng bài, phải đứng trước cái máy nhỏ này. Trước tiên phải cúi chào, phải hành lễ. Bạn nói tâm cung kính của cậu bé này từ đâu mà có vậy? Nếu như nói tâm cung kính là cái cánh cửa đầu tiên,
Điều kiện quan trọng nhất của cầu học. Làm sao có vậy? Bạn thấy cha mẹ dắt con khấu đầu chào, khấu đầu chào cái hình ảnh người thầy giảng kinh này. Bạn xem, tâm cung kính cậu bé này là học được từ cha mẹ mà có. Sau đó chúng ta tiếp theo thử xem phụ huynh hiện nay dắt trẻ đến trường học để cãi nhau, chửi thẳng trước mặt thầy giáo, còn bới móc lỗi lầm của thầy, tìm chỗ sai của nhà trường. Bạn thử nghĩ xem tâm cung kính, tâm phản nghịch của đứa trẻ này đều do phụ huynh dạy mà ra. Cho nên con cái bạn vì sao không chịu nghe lời, vì sao không biết người trên kẻ dưới, không có tâm hiếu kính là do bạn dạy. Bạn xem hành động này của người ta, đứng nghiêm. Các bạn là đội quyển sách đúng không? Dân, chúng tôi là đội quyển sách. Cậu ấy là cái này, là đũa, có lẽ là đội chiếc đũa. Bạn thử xem, hình dáng con người từ đâu mà có vậy? Mọi người xem, vẫn không phải là do giáo dục. Đứng thẳng được như vậy, không hề động đậy, đội chiếc đũa không được để rơi xuống. Đây là luyện tập chữ viết. Cậu phải ngồi ngay thẳng. Trẻ con 5 tuổi trước đây chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc. Rất nhiều em 6 tuổi đến đây vẫn chưa biết viết chữ. Đúng rồi, giờ trẻ 7-8 tuổi đã đeo kiếng rồi. Bạn thấy người ta cái khoảng cách này duy trì tốt cỡ nào, là mắt được khỏe. Hiện nay là môn toán số. Người mẹ theo sát cùng với cậu, dạy cho cậu. Các bạn nghĩ xem, vậy chẳng phải tốt hơn nhà trẻ quá nhiều rồi sao? Tâm yêu thương của cô bảo mẫu trong nhà trẻ không bằng người mẹ. Người yêu thương con cái bạn nhất vẫn là cha mẹ. Cho nên nói, hết lòng hết sức giúp chồng dạy con, đây là thiên tính của phụ nữ, thiên chức của phụ nữ. Bạn xem, sau khi họ ăn cơm xong, cậu giống như cái trường học văn hóa truyền thống này vậy, nhiễu Phật. Dọn dẹp xong, vệ sinh, rồi nhiễu Phật. Các bạn là sau khi ăn cơm 1 giờ đúng không? Đúng, sau khi ăn cơm 1 giờ đồng hồ phải nhiễu Phật. 1 tiếng đồng hồ nhiễu Phật này, phải đem cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ của mình. Mỗi một bước niệm một chữ. Bạn xem, có dáng có điệu. Cái băng ghi hình này chúng ta cơ bản đã xem xong rồi. Phần cuối cùng còn có một bộ, chúng tôi đặc biệt cho mọi người thử xem. Cha mẹ cậu bé thuê một căn nhà cho cậu bé này, 30 mét vuông có phải không? Dân, 30 mét vuông. Căn nhà nhỏ, nhà thô, tường tô xi măng, nền trắng xi măng, cái gì cũng không có. Vì sao vậy? Là lấy cái này để làm trường học, môi trường tốt nhất để dạy con của mình. Không nên so ăn so mặc, so hưởng thụ. Cho nên vật doanh hoa ốc, vật mưu lương điền. Bạn xem, không phải đọc cho qua, người ta làm rồi. Đối với việc ăn mặc, trong Đệ Tử Quy nói, nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Chỉ đức hạnh, chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắng. Đứa bé này hàng ngày đang được tiếp nhận loại giáo dục này. Bạn muốn làm cho nó hư hỏng, nó cũng không có điều kiện, không có duyên. Cho nên duyên rất quan trọng. Chúng ta hãy xem gia đình hiện nay, TV, máy tính, điện thoại cầm tay, mạng internet, đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo in hoa, sắc màu lè lẹt. Người mẹ ăn mặc quần áo lại rất hở hang, trang điểm mất vài tiếng đồng hồ, đánh mặt trượt, đánh bài.
ăn uống vui chơi hưởng lạc, cha mẹ hầu hạ, người lớn quan tâm hầu hạ chúng, vậy có thể trở thành người tốt được không? Con cái trong nhà vì sao không tốt vậy? Duyên không tốt, chúng ta nói duyên phận không tốt. Người ta đích thực là mạnh tử đương đại, làm được rồi. Ba lần về nhà, mẹ mạnh tử ba lần về nhà. Cuối cùng người ta dọn đến đây rồi, mà thử xem, chỉ có dùng một năm rưỡi mà cậu bé này đã có thành quả rồi. Cho nên khi chúng ta đọc những lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền này, nói cho sạch, rách cho thơm, trong đầu chúng ta liền nghĩ đến gia đình này của người ta. Ở nơi mình nhất định phải chất phác, dạy con phải có đạo nghĩa. Người mẹ Thạch Gia Trang đó chỉ nghĩ đến điều này. Một miếng ăn, một giọt nước, phải nghĩ có được không phải là dễ. Tất tơ, sợi chỉ, luôn nghĩ sự khó nhọc để làm ra. Khi chúng ta đọc những điều này, phải liền nghĩ đến hiện nay thật sự có người làm như vậy. Người ta thật sự đạt được rồi, thử thân an mệnh, thuận thời thính thiên. Bạn thấy người ta an bần lạc đạo, đâu có gì mất thể diện đâu. Đây là chúng ta từ tập thứ nhất, hiện nay xem đến tập thứ bảy rồi. Có gì mất thể diện chứ? Cha mẹ tốt chân thật, quá hiếm có rồi. Người hiện nay tự cam lòng sa đọa, gia đạo khó thành. Chúng ta đang làm tấm gương phản diện, tự cam lòng đọa lạc. Bắt đầu từ cha mẹ, bậc đàn anh. Thôi không tính mặc kệ họ, họ thích như thế nào thì cứ để như thế đó, bỏ họ đi. Bạn thử xem gia đạo không thành, đó chính là nhà tan cửa nát. Đây là tiết mục 7 tập. Hôm nay đây là tập cuối cùng rồi. Chúng ta tiếp đến hãy đem cái này, một chút ghi hình cuối cùng này, mọi người chúng ta hãy cùng nhau học tập để thử xem. Hình ảnh này là gì? Là quay lại cảnh gia đình của họ. Gia đình này mọi người bây giờ thử xem, có phải cậu bé này tự mình dọn dẹp? Bao lớn? 5 tuổi. Bạn có thể dọn dẹp nhà cửa của bạn được gì hay không? Chúng ta cùng nhau thử xem. Mọi người có thể nhìn thấy, ở trong nhà có tiếng pháp sư niệm Phật, Phật hiệu, bạn nghe thử xem. Bạn xem tường tô xi măng này, bạn thử xem. Nhưng mà nhà này không bề bộn, không dơ, rất ngăn nắp. Sau khi chúng ta nhìn thấy điều này, có thể không rút ra được bài học nào sao? Đây đều là do cậu con trai 5 tuổi này của cô sắp xếp. Chúng ta sau đó thử xem ký túc xá sinh viên ngày nay, nó giống như là ổ chuột vậy. Bạn xem, đây là một đứa bé 5 tuổi, làm việc nhà, không để cha mẹ bị mệt, tâm hiếu, hạnh hiếu của cậu có thể nói là bàn ghế sạch, bút nghiêng ngay, cậu làm được rồi. Cậu làm được đệ tử quy rồi. Tuyệt đối không phải ở đó thuộc lòng, ở đó ngâm sướng. Nhất định phải nhớ kỹ, đệ tử quy là khiến sáu căn chúng ta đều làm được việc. Mắt tay mũi lưỡi thân ý, bạn thấy đều được làm việc. Bạn là một bộ đệ tử quy sống động. Đem hình của thầy treo cao, trang nghiêm trên tường. Bạn đã nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là hoàn cảnh gia đình của cậu. Bạn thử xem, quần áo đều là do cậu bé giặt, rất ngay ngắn. Bất kể là của mình hay là của cha mẹ, bạn thử xem, đây là góc nhà bếp nhỏ làm việc của cậu. Bạn nhìn xem, rất chỉnh tề. Cái bàn nhỏ, bạn xem toàn bộ là tự mình sắp xếp, lau chùi rất sạch sẽ. Cậu thật sự là đem đệ tử quy. Nội dung mà phần trước nói, toàn bộ làm được rồi. Mấy tuổi? 5 tuổi. Ai dạy vậy? Mẹ dạy. Chúng ta xem cái ghi hình này rồi, bạn có ấn tượng gì đối với người học Phật, đối với người nghe giảng? Bạn không thể không tán thán. Đây là phòng học nhỏ của cậu, đúng hơn là bàn học nhỏ. Phía trên đều là những khóa trình này của cậu. Trên tường là hình ảnh của thầy. Ghi nhớ trong tim, phải nghe lời thầy. Thật sự là nhà chỉ có 4 bức tường mà sanh ra con quý. Tốt. Nhà chỉ 4 bức tường mà sanh ra con quý. Căn nhà này thuê không uổng công rồi. Cuối cùng của tiết mục, chúng tôi không những muốn cùng với khán giả trong nước, mà còn cùng với khán giả trên toàn thế giới nói lên cảm nhận của chúng tôi. Chúng tôi xem xong 7 tập này,
có một cái cảm nhận là hạnh phúc cả đời của trẻ nằm trong tay ai vậy? Nằm trong tay của cha mẹ, còn nằm trong tay của ai nữa? Trong tay của người mẹ. Bạn không thể không thừa nhận câu nói này. Bạn là người làm mẹ, hàng ngày đi đánh mạt chược, ăn uống vui chơi hưởng thụ, đi tiêu xài, mua sắm, tụ tập, thì con của bạn liền hư hỏng rồi. Người mẹ này, bà làm gì vậy? 6 tập chúng ta xem xong rồi, 7 tập xem xong rồi, con của cô thành tựu rồi. Ấn Quang Đại Sư, Ấn Tổ đã từng nói, dân tộc Trung Hoa xem trọng nhất là đạo đức phụ nữ. Thiên hạ thái bình phần lớn đều ở trong tay của người phụ nữ. Câu nói này chúng ta có tin hay không? Chúng ta mở miệng là nói cổ nhân của chúng ta ngược đại phụ nữ, ức hiếp phụ nữ, đây là sự hiểu lầm do không xem sách xưa gây nên. Bằng thực sự có xem sách xưa sẽ thấy phụ nữ cổ đại làm còn tốt hơn so với người mẹ này. Chúng tôi là người đã từng xem sách xưa. Xa thì không nói, Thanh Sử Cảo, mọi người thử xem, ở trong lịch sử đời Thanh có liệt nữ truyện. Những người phụ nữ đó làm như thế nào? Lần trước tại nơi này có một vị hiệu trưởng đến tham gia, là một giáo viên của một trường học trong xã hội, đến đây nói thỉnh giáo một số vấn đề. Tôi cùng giao lưu với cô. Tôi ngay trước mặt cô đã đọc cho cô nghe một chương trong đó của liệt nữ truyện. Ở trong Thanh Sử Cảo là mẹ của Trương Đình Ngọc. Tôi còn nhớ Trương Đình Ngọc mọi người đều biết, đó là vị đại thần quan trọng của triều Thanh. Mẹ của Trương Đình Ngọc làm thế nào dạy đến người con vậy? Mọi người chúng ta hãy thử xem, ở trong liệt nữ truyện làm phụ nữ như thế nào. Bạn không thể không cảm khái, dân tộc chúng ta triều đời nào cũng sinh ra vĩ nhân, cũng sinh ra người kiệt xuất, anh hùng hào kiệt như sao trên trời. Từ đâu ra vậy? Do mẹ dạy mà ra. Hôm nay chúng ta buổi học này, thiên hạ phụ tử đệ nhất khóa, cũng có thể gọi là thiên hạ mẫu tử, người mẹ rất quan trọng. Bài học đầu tiên, đời người tốt xấu, họa phúc, gia đạo của bạn thịnh hay suy, dân tộc là thịnh vượng hay là tiêu vong, toàn bộ là ở trong bài này. Mọi người nghe thử có đạo lý hay không? Bạn dạy con nên người rồi, thực nghiệm rất sống động chứng minh bày ngay trước mắt rồi. Có người giảng bài, chúng tôi hiện nay khóa trình mở ra rất nhiều, mọi người có thể xem. Tại vì sao thấy long lanh, có một kỳ tiết mục như vậy, mọi người có thể xem. Giới thiệu cái khóa trình này, vì sao mở ra nhiều như vậy? Vì có người giảng bài, có người nghe giảng, có người thật tu, có người chứng quả. Sư phụ nói theo như trong kinh Phật nói, Phật nói cái này là thời kỳ chánh pháp. Nếu chúng ta muốn chánh pháp trụ mãi thì bốn khâu này chúng ta đều phải làm được. Người học Phật chúng ta luôn nói vì chánh pháp cửu trụ, chánh pháp trường tồn. Thế bạn làm mẹ, bạn ở nhà trước tiên có làm được hay không? Hôm qua hai cô chủ nhiệm lớp các cô cảm khái, xem tiết mục xong liền cảm khái. Xem ra trước tiên phải dạy những cô gái này cho đàng hoàng, dạy người mẹ tốt đã. Dân tôi nói mẹ từ đâu mà ra vậy? Mẹ là từ làm nàng dâu mà ra. Trước tiên họ phải kết hôn mới có thể làm được mẹ. Dân nàng dâu từ đâu mà ra vậy? Là từ con gái lúc chưa lấy chồng, lúc chưa xuất giá mà ra. Cho nên trước tiên dạy con gái cho tốt đã, thì cái dân tộc này của chúng ta mới có hy vọng rồi, mới có thể đi dạy những con cháu của mọi nhà này. Đây cũng là cái nhận thức mới cho chúng ta. Cả thế giới có nhiều tổ chức liên hiệp phụ nữ, tổ chức phụ nữ như vậy. Tôi cảm thấy mọi người cần phải xem cái này, chứ không nên hàng ngày đi tranh quyền đoạt lợi, ở đó cướp quyền lợi với người nam, khiến cho tỷ lệ ly hôn cao như vậy thì sai rồi. Chúng ta không nên học thứ này. Cần phải như thế nào vậy? Cố gắng học theo người mẹ này. Người ta làm mẹ như thế nào? Người ta làm vợ ra làm sao? Phụ giúp chồng dạy con. Người ta dạy con như thế nào? Bạn đã tranh được không ít quyền lợi, khiến chồng ly hôn bạn rồi, con trẻ bị bạn làm hỏng rồi. Đây là điều bạn muốn sao? Nắm quyền lợi vì thay mình rồi, nhà tan cửa nát. Chúng ta cần nói đạo lý. Điều chúng ta muốn là gì? Điều chúng ta muốn là nhà tan cửa nát hay sao? Người mẹ này giống như là không đi làm việc, có phải không? Đúng vậy, người mẹ này để giáo dục con cái, bà đã từ bỏ toàn bộ công việc của mình,
Ở nhà chuyên tâm dạy con. Tiết mục này xem đến cuối cùng rồi, có thể vẫn có người quan tâm một vấn đề. Vấn đề nào vậy? Nói là nuôi dạy nghiêm khắc như vậy, đứa bé này có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Nó vẫn bình thường không? Hãy tiếp tục xem hình ảnh thì bạn sẽ không còn nghi vấn này nữa. Bạn thấy cậu bé này vui vẻ biết bao. Nhưng hình ảnh này nếu như chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta sẽ không tin. Bạn nhìn thấy rồi thì thật sự là không có gì để nói nữa. Cậu bé này quá khỏe mạnh. Khi còn gặp mặt những đứa trẻ khác, bạn thấy xem, rất có hứng thú, tràn đầy vui vẻ, ngây thơ, lãng mạn, hồn nhiên. Chơi đùa ngây thơ, cậu biết, cái đó những đứa trẻ khác cũng biết. Và giống như có vẻ trưởng thành vậy, rất trang nghiêm nghiêm túc, rất trang trọng. Cử chỉ đi đứng không hấp tấp, đều rất có nề nếp. Điều này không có trên người của những đứa trẻ khác, nhưng trên người em lại có. Cái bạn có, cậu ấy có. Cái bạn không có, người ta vẫn có. Vậy bạn nói gì nữa chứ? Cho nên nếu không tốt, chúng tôi làm sao dám giới thiệu với mọi người? Không cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta sao dám học chứ? Văn hóa truyền thống, giáo dục thánh hiền, nhà Nho, nhà Phật, đạo gia, Nho thích đạo, đã trải qua ngàn năm vạn đời cân nhắc rồi, trải qua sự khảo nghiệm của thời gian và không gian rồi. Cho nên một em bé nhỏ, trẻ con như vậy, cậu thí nghiệm thành công không đáng là gì cả. Một em nhỏ như vậy bạn nhìn thấy là quá giỏi rồi. Nho thích đạo văn hóa truyền thống, cái chân lý này đặt nó ở vũ trụ, đặt nó ở toàn thế giới, thật sự có thể đem lại hài hòa, đem lại thái bình cho nhân loại. Có lý do, có phương pháp, có kinh nghiệm, có thực chứng. Đến hôm nay là tháng 7 năm 2015 rồi, đến bây giờ vẫn có thành quả cho bạn xem. Tôi tin là qua 1000 năm nữa vẫn có thành quả. Chỉ cần nó không bị đứt, cái mạch máu này không thể đứt được, đời đời xã hội loài người đều có thể hưởng thụ được tài sản quý báu mà tổ tiên, cậu thánh tiên hiền để lại cho chúng ta, đem lại lợi phúc cho chúng ta. Chúng ta có thể không cảm ơn sao? Tiết mục 7 tập này của chúng ta đến đây sắp kết thúc rồi. Xem xong hình ảnh rồi thì nó rất giáo dục con người. Chúng ta trở lại hãy xem cậu bé này. Lần này cha mẹ cháu nhận nó trở lại, cầm theo cái bài tập kiểm tra này để xin nhập học. Cháu hiện nay biết xào mấy món? Biết làm mấy món rồi? Sợi khoai tây, cà chua, dưa leo, rau sống trộn. Là những thứ này. Xào rau, rau sống trộn. Những món khác cháu có biết không? Không biết. Tại vì sao vậy? Con chưa đụng đến. Sao? Chưa đụng đến. Những rau đó chưa đụng đến, cho nên cháu vẫn không biết à? Hiện nay mỗi ngày cháu chạy bao xa? Mỗi ngày chạy 6 vòng. Chạy 6 vòng. Dạ, mẹ cháu nói là một vòng là 500 mét, 6 vòng là 3.000 mét. Một vòng 500 mét, dừng, 6 vòng 3.000 mét, 3 km. Hiện nay mỗi ngày chạy 3 km. Thân thể rất tốt. Hiện nay con học thuộc lòng bao nhiêu sách rồi? Đệ tử quy, tam từ kinh, hiếu kinh, chu tử trị gia cách ngôn, chu tử đồng mông tu tri, chu tử bạch lộc động thư diện, chu tử đọc thư pháp, thiên tự văn, đức dụ khởi mong, thái thượng cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm chất văn, quan đế giác thế kinh, chư tịnh ý công ngộ táo thần ký. Thưa thầy, mẹ cậu nói với chúng tôi, tất cả kinh điển mà cậu học thuộc lòng này đều là dựa theo phương pháp đọc thuộc 100 lần, đều phải đọc qua 100 lần, thuộc lòng 100 lần. Bạn xem cậu bé 5 tuổi, 10 mấy bộ kinh, mỗi một bộ đều đọc thuộc lòng 100 lần. Hơn nữa cháu hiện nay đã có thể dùng chữ phồn thể viết lại đệ tử quy hơn 1000 chữ. Dùng chữ phồn thể viết thuộc lòng à? Dân đúng vậy. Chiếc áo ba lỗ này, mọi người xem, chiếc áo ba lỗ này chính là chiếc mà chúng ta vừa mới nhìn thấy ở trong phim, là chiếc áo ba lỗ nhặt được đó. Viết thuộc lòng chữ phồn thể hay. Tương lai cái học kỳ thứ nhất này 10 năm có được không? Dạ được. Học thêm 10 năm nữa có được không? Dạ được. Cháu tương lai muốn làm nghề gì? Cháu nói thử xem. Hoằng pháp lợi sanh, phổ độ chúng sanh. Ai dạy cháu vậy? Là mẹ ạ. Là mẹ dạy à? Khi đi học con có phạm lỗi lầm, bị đánh, bị mắng, phạt quỳ, không cho ăn cơm có được không? Dạ được. Ở nhà cũng đã bị những cái này đúng không? Dạ.
Tốt. Mẹ của cậu nói với tôi, sáng mỗi ngày việc đầu tiên là trước tiên đến trước Phật lễ Phật. Sau khi lễ Phật xong liền phát nguyện, mỗi ngày đều phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, phổ độ chúng sanh. Cho nên cậu bé này ở trong ý nghĩ của cậu ấy không có nghĩ gì khác là đi theo con đường này. Mọi người chúng ta thử nghe xem, trẻ con là một tờ giấy trắng, bạn dạy như thế nào nó sẽ như thế đó. Bạn xem cậu bé này, mẹ cậu bé hằng ngày dạy điều này, thì tương lai trên thế giới này sẽ có thêm một người tốt. Nếu như cậu học thành công thì sẽ có thêm một vị thánh hiền. Thánh hiền càng nhiều thì nhân loại càng có hy vọng rồi, dân tộc chúng ta càng được hưng thịnh. Chúng ta hiện nay không phải là thánh hiền quá nhiều, là không có. Người mẹ vĩ đại là mẹ của thánh hiền. Cho nên nói chánh tri chánh kiến của cha mẹ đã quyết định cuộc đời của cậu bé đã đi theo con đường nào. Bạn nghe cậu bé nói chuyện là có thể nhận ra được. Những thứ tà dại này, không ngay, dơ bẩn, lung tung, thảy đều không cho nghe, không cho tiếp xúc. Cha mẹ cậu bé đã hộ pháp cho cậu. Tương lai cậu bé này, tương lai nếu như thực sự có tiền đồ rồi, đi ra hoằng pháp lợi sanh trên toàn thế giới. Chúng ta đừng quên cậu ta là xuất thân từ đâu, là từ mẹ của cậu dạy mà có. Chúng tôi còn đặc biệt kêu gọi những thầy cô giáo, các vị hộ pháp đại đức, người có chí với việc phục hưng giáo dục thánh hiền, văn hóa truyền thống này, nhất định phải xem cái tiết mục này. Vì sao vậy? Một người phụ nữ trong gia đình bình thường, độ tuổi 30, đem con của mình, con trai 5 tuổi, dùng thời gian 1 năm rưỡi là có thể dạy tốt như vậy. Chúng ta tốn bao nhiêu tiền để xây nhà lầu, phần cứng phần mềm phối hợp được như thế tốt thật. Sách cũng mua rất nhiều, mọi người cũng mặc vào trang phục triều đường, nhận vào không ít trẻ. Trẻ của bạn dạy 3 năm cũng được, 5 năm cũng được, có thể đạt được hiệu quả như cậu bé này không? Có thể đạt đến trình độ này không? Phần nhiều chúng ta dạy ra đều là ngụy quân tử. Chúng ta đang tạo nghiệp, làm lỡ mất cơ hội của trẻ rồi. Cho nên chúng tôi có một chuyên mục vấn đáp giáo dục tư thục truyền thống. Mọi người có thể thử xem. Rất nhiều trường học văn hóa truyền thống ra đời hoàn toàn dạy hỏng rồi. Nguyên nhân gì vậy? Người ta một người mẹ bình thường như vậy, trong thời gian ngắn như thế đã có thể dạy con của mình được như vậy, là xứng danh trường học văn hóa truyền thống rồi. Người học chính quy ra, nó ra đều là những trường rất nổi tiếng. Mọi người tại vì sao không thể dạy ra con người như vậy được chứ? Nguyên nhân gì vậy? Tôi cảm thấy chúng ta rất cần phải suy nghĩ và soi trở lại. Không nên xây lâu đài trên không, đừng nên tự mình lừa dối chính mình, dẫn mọi người đi sai đường, là mất cơ hội con em của mọi người. Bạn đã làm lỡ mất cơ hội của những đứa trẻ này. Sư phụ thường nói nhất định phải làm cho được đệ tử quy. Học trò của bạn có thể đạt đến trình độ này không? Rất tốt. Phụ huynh này là nghe bài giảng của tôi, chỉ có nghe vậy thôi, không có giao thiệp gì với tôi, không có giao thiệp gì với trường học này. Không giống như rất nhiều người nói tôi không tìm được trường tốt, hoàn cảnh xung quanh không tốt. Không phải là vậy. Thế bạn thấy hoàn cảnh của họ, người ta là nghe giảng, là dùng máy MP3 này, hoặc giả là máy phát hình, là mỗi ngày nghe như vậy, TV xem mỗi ngày. 1 năm rưỡi là đạt được cái hiệu quả này. Cho nên sư phụ nói về học từ xa, một cái đĩa DVD là hoàn toàn đủ rồi. Bạn có thể không tin sao? Người mẹ này, cậu bé này làm cho chúng ta thấy rồi. Tôi cảm thấy những người hoằng dương văn hóa truyền thống này của chúng ta cần nghiêm túc phản tỉnh. Chúng ta có thật sự nghe giảng hay không? Chúng ta có phải là đang tạp tu hay không? Hôm nay là thầy A thầy B, ngày mai là thầy C thầy D, một mớ thập cẩm ở đây. Hôm nay làm thử cái này, ngày mai cái kia, cuối cùng đứa bé đó chẳng ra gì. Người ta cái này là gì? Trường kỳ huân tu, thâm nhập một môn, chuyên nghe cái khóa trình này trong thời gian dài, cũng không xem là dài, 1 năm rưỡi là có kết quả rồi. Đây là một đứa trẻ bị trường văn hóa truyền thống trả về. Bạn thử xem, bạn có lời gì nói không? Chúng ta ngày nay mang cái tiếng tốt là muốn phục hưng mạng mạch, người cũng không có, đây chẳng phải là một câu nói suông sao? Cho nên cái tiết mục này chúng ta làm thầy cũng tốt, mở trường học, làm hộ pháp cũng tốt, nhà doanh nghiệp cũng tốt. Đừng mù mờ nữa, đừng dung tiền qua cửa sổ nữa. Nhìn xem cái này, nhà người ta không bỏ tiền mà dạy con nên người rồi. Còn cái thứ này của chúng ta thật sự là quá nặng nề về hình thức, không có con người. Ca hát nhảy múa biểu diễn thì được, hình thức thì được. Chúng ta thật sự đã bồi dưỡng ra một nhóm ngụy quân tử.
ăn nói thế nào với phụ huynh người ta, ăn nói thế nào với sư phụ, với liệt tổ liệt tông cổ thánh tiên hiền của chúng ta đây. Kinh điển của cổ thánh tiên hiền đều là hay cả, bạn dựa vào nó làm theo thì nhà nhà đều có thể thành tựu. Cho nên sư phụ nói, thật sự không cần qua 10 năm, 20 năm, sư phụ nói lúc đó không còn thầy nữa, toàn là băng đĩa dạy học. Bạn thử xem hiện nay đã xuất hiện rồi. Chúng tôi tuyệt đối không dám tự cho mình có công là do chúng tôi dạy nên. Chúng tôi không có dạy, chúng tôi đều là giảng dạy trong kinh điển. Nó là kinh giáo của sư phụ mà thôi. Người ta lại dạy học từ xa, xem mạng internet, xem băng đĩa mà dạy nên người. Chúng ta có cần mê tín xây trường đại học? Chúng ta có cần mê tín? Chúng ta có cần làm thế nào? Làm thế nào có khung cảnh bao lớn hay không? Làm những thứ không thiết thực đó sao? Không cần. Mà thật sự là lấy cái mắt của Đệ Tử Quy để ở đó mà ca hát nhảy múa, đọc thuộc lòng nó ra, vô ích. Đem nó diễn ra, vô ích. Đây là thật. Chúng ta nhất định phải biết phương pháp của chúng ta, biết tiêu chuẩn. Hiện nay tiêu chuẩn là loạn cả rồi, cũng không thấy được tấm gương. Ngày nay chúng ta biết gia đình này dựa theo cái tiêu chuẩn này, nó có tiêu chuẩn là đều ở trên mạng này, đều ở trong kinh giáo của sư phụ. Thứ hai, người ta đã đạt được thành quả rồi. Bạn còn có thể nói ngày nay dạy con cái không có phương hướng sao? Bất kể là trường học văn hóa truyền thống, trường học trong xã hội hay là ở nhà dạy các trẻ, ngày nay đều có phương hướng chính là tiết mục 7 tập này. Mọi người làm theo nhà nhà như vậy thì con cái của bạn có thể tư chất còn tốt hơn họ, hiệu quả còn thuộc thắng hơn. Bạn có muốn hay không? Cho nên chúng ta cần phải phản tỉnh. Những thầy cô văn hóa truyền thống này của chúng ta dạy như thế nào mà nhiều năm như vậy không dạy nên con người? Dạy như thế nào vậy? Bạn xem, dựa theo chương trình này của chúng tôi, người ta 1.5 năm là có được rồi. Một người nhất định phải nhớ, trường văn hóa truyền thống thật sự có khi dạy còn không bằng người mẹ này của người ta. Vì sao vậy? Sư phụ thường nói, trường học không nên quá lớn, số người quá đông, bạn không thể chăm sóc hết. Bạn không tin hãy để người mẹ này, bạn để cô chăm sóc 5 đứa trẻ, nhất định sẽ không thể có được hiệu quả này. Ngôi trường này của bạn mấy trăm con người, bạn chỉ 1-2 trăm thôi. Thầy cô thì sao? Được mấy thầy cô giống như người mẹ này, có thể đạt đến cái dụng tâm này, cái trình độ này của người ta chứ. Không đạt đến thì bạn không có thầy cô giáo, không có thầy giáo, không có trợ giảng. Thì trường này của bạn 1-2 trăm đứa trẻ, thậm chí mấy mươi trẻ, bạn cũng không chăm sóc chu đáo được. Có dạy cũng không thể dạy nghiêm khắc như vậy được. Cho nên cuối cùng bạn sẽ không có được thành quả. Cho nên sư phụ nói, người không nên quá đông, tinh lực chăm sóc không đáp ứng nổi. Sự việc nó là như vậy. Mọi người đã xem hiểu rồi, là 1:1. Người ta đây là 1:1 liền dạy được ngay. Bạn không tin hãy đưa cho cô ấy những đứa trẻ nữa xem. Tuyệt đối không được. Cho nên chúng ta phải biết dạy, phải thấy ra được cách thức. Người có cái điều kiện này nhất định là phụ huynh trong gia đình. Bạn không làm việc gì, hàng ngày chỉ dán mắt vào con cái bạn. Được rồi, cho nên quy mô trường học văn hóa truyền thống không nên quá lớn. Bạn căn bản không thể chăm sóc hết được. Kết quả sẽ làm lỡ cơ hội của con em người ta. Cái trách nhiệm nhân quả đó bạn phải gánh lấy. Thế làm sao đây? Bạn hãy đưa kiến nghị với mọi người, mau mau bồi dưỡng trợ giảng, bồi dưỡng lớp trưởng. Học trò lớn thực sự đủ tư cách rồi mới có thể chăm sóc nổi học trò nhiều như vậy được. Nếu không thì không nên nhận nhiều như vậy. Bạn chăm sóc không hết, bạn không phải hãm hại người ta rồi sao? Tại vì sao không để cho họ về nhà dựa theo cái phương pháp này mà làm? Không chừng cha mẹ họ dạy họ còn tốt hơn trường văn hóa truyền thống của chúng ta. Không nên mê tín. Nói tôi học ở chỗ này, thầy nào đó, tôi dạy ở trường học, trường nào đó, đó là mê tín, nhưng không tốt bằng người mẹ này dạy. Không nên mê tín trường nổi tiếng, thầy nổi tiếng. Một đĩa DVD là có thể giải quyết vấn đề rồi. Mọi người chúng ta phải giác ngộ từ chỗ này. Chúng ta từ ngày nay nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dắt con em ngồi tàu lửa máy bay đi tìm trường tốt khắp thế giới là sai rồi. Xem cái tiết mục này, tâm bạn định lại rồi. Trường tốt là ở ngay trong nhà bạn, thầy tốt chính là người mẹ. Có điều kiện như thế này thì các em nhất định là người học trò tốt. Thông qua cái tiết mục này, chúng tôi cũng đặc biệt kêu gọi người học Phật cần phải cố gắng xem. Vì sao vậy? Nghe đến người học Phật, tại vì sao không đắc lực, không thể thành tựu, là nguyên nhân gì? Hàng ngày chạy tìm đạo tràng, tìm danh sư khắp nơi, thăm viếng danh sơn, cầu thầy giỏi. Chỗ nào cũng nói môi trường không tốt, chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Bạn thấy người mẹ này dạy con, bạn mọi thứ đều hiểu rõ rồi. Tải kinh giáo của lão Pháp Sư xuống, đĩa CD đều được. Ở nhà thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Chỉ một người thầy này, chỉ một phương pháp này.
Bạn cũng không cần 3 năm, 5 năm, mấy tháng là có thể thành công rồi. Bạn sẽ có cảm giác người ta cái phương pháp này chúng tôi chưa nhìn thấy, cô ấy chẳng phải đã có thành quả rồi sao? Đạo tràng chính là nhà bạn. Đã mời đích thân sư phụ về nhà rồi, hàng ngày nghe kinh, vậy chẳng phải được rồi sao? Nhất định có thể thành tựu. Cậu bé 5 tuổi này, bạn xem cậu cũng có thể thành tựu. Sao chúng ta không được chứ? Tại vì sao học Phật không có kết quả gì? Tâm quá loạn rồi. Tìm 80 vị thầy, 100 cái đạo tràng, chạy tìm đi. Bạn đạo hàng ngày, ở cùng nhau đi. Xin thưa với mọi người, người mẹ này một việc như thế này cũng không làm. Bạn xem cô có đồng tu không? Có đạo hữu không? Có đi thăm hỏi nơi này nơi kia không? Không có. Chỉ nghe bài của thầy giảng, sau đó bảo con làm theo, mình cùng làm với con. Một năm rưỡi là thành công rồi. Học Phật cũng là cái đạo lý này. Sư phụ hết lòng hết dạ đã nói biết bao nhiêu về điều này rồi. Ai chịu làm? Thâm nhập một môn, một vị thầy trường kỳ huân tu, mình làm được, người ta làm cho chúng ta xem rồi. Người học Phật, tất cả người làm học vấn thế gian, người tạo sự nghiệp, lẽ nào không cần phải tỉnh giác hay sao? Kinh Phật nói là cầu pháp ngoài tâm, không có chuyện ấy. Đừng nên tìm cầu ở bên ngoài nữa, hãy bình tĩnh trở lại. Nhà bạn chính là trường học tốt nhất, đạo tràng tốt nhất. Lão sư đã có rồi, kinh giáo của lão sư phụ có đó. Và kinh Vô Lượng Thọ cũng đã giảng bao nhiêu lần rồi, cho nên chúng ta không thể không giác ngộ. Cho nên 7 tập tiết học này gợi ý cho chúng ta không chỉ là dạy con cái, các ngành các nghề chúng ta thấy làm sáng tỏ rồi, đều ở trong đây. Đây mới là điều chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, phải làm được. Loạt tiết mục này của chúng ta có 7 tập. Bài thứ nhất Thiên Hạ Phụ Tử đến đây toàn bộ kết thúc rồi. 7 tập này chúng ta xem rồi, thật sự là thế là đủ rồi. Quá đủ để giáo dục rồi, để quan niệm của chúng ta thay đổi mới trở lại rồi. Và tôi tin mọi người đều muốn hỏi quá nhiều vấn đề. Hỏi ai đây? Hỏi mẹ của cô bé 5 tuổi này, hỏi ba cậu ấy. Gia đình bạn là sống như thế nào? Đã hạ bao nhiêu quyết tâm rồi? Đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và vất vả rồi? Các bạn dạy như thế nào có thể dạy con mình được như vậy? Tôi cũng muốn cho con cái nhà tôi giống như vậy. Sở dĩ mọi người muốn hỏi, thế là chúng tôi liền nghĩ làm thêm một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Tên gọi là gì vậy? Dạy con ở nhà như thế nào? Hiện nay không thể tìm được trường tốt, không thể tìm được thầy tốt, làm thế nào đây? Ở nhà cũng có thể dạy con cái của mình tốt. Ở nhà dạy như thế nào? Chúng tôi ở trong cuộc phỏng vấn nói chuyện đó, xin giới thiệu tỉ mỉ trở lại với mọi người. Chúng ta hiện nay xem 7 tập này là xem thành quả, quá tốt rồi, quá hấp dẫn cho mọi người rồi. Và chúng tôi cũng muốn làm, cho nên chúng ta phải tìm hiểu cho thật tỉ mỉ. Bộ tiết mục đó không thể không xem. Vậy con ở nhà như thế nào? Chúng tôi muốn phỏng vấn đặc biệt cha mẹ của cậu bé 5 tuổi này, nhất là người mẹ này. Chúng tôi mời cô nói lại thật chi tiết. Cô có thể làm được, chúng ta tin rằng chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Bạn xem cậu bé này mặt mũi không đẹp lắm, mẹ là một phụ nữ bình thường, chúng ta có thua gì so với cô ấy chứ? Vẫn có thể làm được như vậy. Cho nên chúng ta càng xem càng có niềm tin, càng xem càng có phương hướng, càng có hy vọng. Vậy con ở nhà như thế nào? Đến lúc làm được rồi, mọi người chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ngoài ra xem xong tiết mục thứ 7 này, chúng tôi cũng học ra được. Chúng tôi hy vọng cha mẹ thầy cô trên toàn thế giới, đặc biệt là sinh viên, nhất định phải xem nhiều lần. Xem một lần không được, phải xem 8 đến 10 lần. Đem những hình ảnh trong đó ghi nhớ thật kỹ ở trong tâm của mình. Điều quan trọng nhất là phải dựa theo sự hướng dẫn ở trong đó mà làm. Người làm cha mẹ dựa theo cái này mà dạy thì con của bạn sẽ được cứu rồi. Người làm thầy dựa theo cái này mà làm thì trẻ con trong cả thiên hạ toàn bộ được dạy tốt rồi. Người làm sinh viên xem qua những việc làm mà đứa bé 5 tuổi trong đây làm thì bản thân chúng ta sẽ có thể sinh ra tâm hổ thẹn, soi lại sự lãng phí của mình, sự bất hiếu, kể cả không cung kính đối với cha mẹ của mình, thì cuộc đời tương lai của bạn mới có thể nói đến hạnh phúc được. Ngoài ra sau khi xem xong những chương trình này rồi, phụ huynh chúng ta sẽ biết dạy con không thể cầu ở bên ngoài. Người mẹ này không có nói đưa đứa con này đến đâu tìm thầy nào để dạy, không có. Cô là tự mình dạy, cho nên
Rất nhiều cha mẹ gọi điện thoại cho chúng tôi, lần này bạn không cần gọi điện thoại nữa, vì đã có một điển hình rất tốt đang dạy bạn làm thế nào rồi. Đứa bé này bản thân bạn thực sự nghiêm túc dạy là bạn có thể dạy được. Sư phụ giảng kinh cũng thường hay nói, ngày nay thời đại này không thể tìm được thầy giáo tốt thì làm thế nào? Dạy học bằng băng đĩa, dạy học bằng ghi âm. Người ta đây chẳng phải là như vậy sao? Người ta không có nói, tôi không tìm ra được cái này, không tìm được gì thầy giáo kia. Bạn thấy họ chẳng phải dạy được như thường sao? Chính là cái ý nghĩa này. Một cái mũi bốn rất nhỏ, một cái máy phát âm nhỏ là có thể dạy trẻ nên người rồi. Điều kiện đầu tiên là phụ huynh nhất định phải ở bên cạnh huấn luyện. Cô ấy dắt theo cậu bé, mà không được nói là học theo máy ghi âm đi, học theo TV đi, thế thì không được. Cho nên người mẹ này quá quan trọng rồi. Giúp chồng dạy con, không thể tách rời. Ngoài ra là sau khi xem xong chương trình bảy tập này rồi, tất cả phụ huynh nhất định phải có thứ tự. Bạn xem cậu bé này sở dĩ có thể dạy được tốt như vậy thì trước tiên là cha mẹ phải học trước, phải ghi nhớ cho thật kỹ đường lối của thầy ở trong đầu óc của mình, hoàn toàn dựa theo những gì thầy nói mà dạy. Điều này là rất quan trọng. Thứ hai là cha mẹ phải làm trước, còn cái nhìn thấy những gì cha mẹ làm thì nó sẽ dần dần làm theo. Chúng ta cũng thấy cái phương pháp mà người mẹ này dạy cũng đã chứng minh cái trật tự thứ lớp mà cậu Thánh Tiên Hiền dạy này là quan trọng biết bao. Chúng ta xem trong sách xưa đều biết, trẻ con trước 8 tuổi không có gì khác, chỉ đầu tiên là dạy nó quét dọn, đối đáp, lao động nhiều, nề nếp, cũng chính là luân thường. Luân thường chính là bạn xem đứa bé này ở trong nhà đối với cha mẹ là cần phải có thái độ như thế nào. Hiếu, kính, đối với thầy cũng là kính. Quét dọn ứng đối là việc đầu tiên. Đã có quét dọn ứng đối rồi lại có giáo dục luân thường, đứa bé này trước 8 tuổi nền tảng của nó đã được thiết lập vững chãi rồi. Sau đó hãy đưa nó đến trường tiếp tục tiến hành giáo dục nhà trường thì đứa bé này mới có thể bồi dưỡng ra được. Ngoài ra phụ huynh chúng ta cũng phải biết, trẻ nhỏ nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc. Trong nhiều năm kinh nghiệm dạy học của chúng tôi cũng nhận thấy là nếu trẻ nhỏ không dạy dỗ nghiêm khắc, bạn chỉ là một mực đi nói đạo lý với nó thì nó không có tâm sợ hãi. Không có tâm sợ hãi dù bạn nói như thế nào, nó vẫn sẽ phạm lỗi. Cho nên dạy các em chỉ có từ bi không thì không được, cần phải có nghiêm khắc nữa. Cho nên toàn bộ tiết học này, chúng ta có thể biết người mẹ này đối với con của mình thực sự là từng chút lỗi lầm, từng chút hành vi sai lầm đều không được cho qua, thì đứa bé này hôm nay mới có thể dạy thành như vậy được. Chúng ta nhìn thấy người mẹ này dạy con ở nhà như thế nào. Tôi cảm thấy người mẹ này đã là một tấm gương tốt cho tất cả người mẹ trong thiên hạ. Thứ nhất, nếu muốn con cái có thể chịu được khổ thì trước tiên người mẹ này nhất định phải là người chịu khổ. Nhà có bốn bức tường, sau đó cũng phải đi lượm mới có ăn. Tất cả đồ dùng này đều là do lượm mà có được. Xin hỏi các bà mẹ, bà có thể chịu nổi không? Nói lời thành thật, ngày nay có rất nhiều người, không phải con cái chịu không nổi mà họ chịu không nổi. Và thứ hai là người mẹ này nhất định là người rất lạnh nhạt với ham muốn vật chất. Mọi người nhìn thấy người mẹ này ăn mặc rất đơn giản, sau đó ăn mặc kể cả bạn thấy cô không có đồ trang điểm. Cô suốt ngày toàn bộ tâm tư đều dùng vào trong việc dạy con, không hề nghĩ ta bây giờ nấu tí món gì cho ngon, ta đi mua ít quần áo đẹp gì cả, không có cái tâm tư như vậy. Hay nói cách khác, đem việc dạy con đặt ở vị trí cao nhất, lớn nhất, duy nhất, cô mới có thể làm được như vậy. Nhưng ngày nay chúng ta người làm mẹ bản thân hưởng lạc còn không kịp. Cho nên nói điểm thứ ba, thông qua người mẹ dạy con như vậy, chúng ta phát hiện người mẹ này là một người mẹ vô cùng siêng năng, lại vô cùng nghiêm khắc. Nếu như nói bản thân người mẹ lười biếng thì cô sao có thể yêu cầu con 4 giờ sáng thức dậy, còn cô thì lại ngủ chứ. Cho nên nói mẹ trong khắp thiên hạ, nếu như muốn dạy con tốt thì trước tiên bản thân bạn phải là người cần cù, chịu gian khổ, là một người rất lạnh nhạt đối với vật chất mới được. Những thứ này nếu như không làm được, nhìn thấy người ta hay vẫn không thể thực hiện được. Vì sao vậy? Chúng ta vừa rồi mới nói, trẻ nhỏ sao có thể thành tựu được như vậy? Toàn bộ là do bàn tay người mẹ điều khiển. Là người như thế nào sẽ quyết định con cái là người như thế đó. Đạo lý là
nằm ở chỗ này. Cho nên chúng ta hôm nay 7 tập tiết mục đặc biệt đến đây là sắp kết thúc rồi. Chúng tôi chúc cha mẹ ở trong thiên hạ này đều nghe được chánh pháp, phương pháp xưa, đều có thể nhà nhà sinh con quý, sinh con hiền lương, thiên hạ thái bình, thì hòa bình của cái thế giới này có thể thành hiện thực rồi. Sư phụ thường nói, chế độ không có tác dụng gì. Chế độ tốt cỡ nào bày ra ở đó, chế định ra, nhưng người là người ác, họ dựa vào kẻ hở của pháp luật, họ đem cái thứ này sửa lại cho bạn rồi. Bạn thấy chẳng phải cái chế độ vẫn vô dụng sao? Chế độ này không được. Là giống như cậu bé 5 tuổi của gia đình này, nhà của gia đình này hoàn toàn không có tốt đẹp gì, nhà rất đơn sơ, nhưng mà tâm của họ rất tốt, con cái có đức hạnh, có năng lực, có trí huệ. Cậu như thế nào vậy? Cậu làm cho cái gia đình trở nên rất tốt, vậy chẳng phải đúng rồi sao? Chế độ không tốt, con người có thể sửa đổi lại nó, con người có thể làm việc tốt như thường, không phải ở chế độ, không phải ở bên ngoài. Cái tiết mục này các nhà chính trị cũng nên xem. Thật sự là như vậy, mức sống của nhân dân các nước trên thế giới đều nâng cao rồi, giống như là rất xa hoa, đều rất hưởng lạc. Nhân tâm không tốt thì ở trong biệt thự to lớn giết hại lẫn nhau, anh sống tôi chết, lên nóc nhà nhảy xuống tự tử, lái xe lao dùng dục gây ra tai nạn. Nguyên nhân gì vậy? Tâm đã loạn rồi. Gia đình họ thì sao? Bạn xem, theo như trong sách xưa nói, không mong nhà cao, không mưu ruộng tốt, không nên theo đuổi những hưởng lạc bên ngoài này. Bạn thấy ở trong nhà của người ta chỉ có một nhà đơn sơ như vậy, sau khi chúng ta xem xong rồi ngưỡng mộ. Vì sao vậy? Nhà chúng ta làm không được, nhà người ta hạnh phúc, nhà chúng ta phiền não khổ đau. Cho nên nhất định phải hướng vào bên trong mà cầu. Trẻ con còn nhỏ như vậy, mới 5 tuổi, cháu có thể làm được đến mức nào vậy? Có thể khiến người trên toàn thế giới chúng ta đều nhìn thấy. Cho nên nói bài thứ nhất thiên hạ phụ tử, người toàn thế giới đều nên xem. Bạn sao có thể nói con cái dạy không tốt chứ? Bạn sao có thể nói là con cái làm không được? Chỉ cần có người mẹ tốt như vậy, nghe thầy giảng bài là được rồi. Ba điều này không thể thiếu một, phải có thầy, có người dạy học, có mẹ. Họ phải biết nghe, người nghe bài và làm theo. Bạn xem người trong cả nhà đều dựa theo cái này mà làm, thì nhất định có thể có được thành quả. Chúng tôi cuối cùng vô cùng cảm ơn sư phụ đã nhiều năm nay từ bi chỉ dạy. Mỗi một thành quả này bày ra trước mắt mọi người, niềm tin của chúng ta có rồi, phương hướng có rồi. Thiên hạ nhiều gia đình không tìm được trường tốt như vậy, con cái lại dạy không nổi, làm thế nào đây? Lần này được cứu rồi, một cái đĩa DVD là được cứu rồi. Chúng tôi kêu gọi cái đĩa DVD này lưu thông rộng rãi, có thể cứu người trong thiên hạ. Một lần nữa cảm ơn sự chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền, sự chỉ dạy của sư phụ. Chúng tôi cũng cảm ơn người trong gia đình này, họ đã làm nên tấm gương rất tốt cho chúng ta. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào các vị đồng học tôn kính trên toàn thế giới. Tiết mục này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin được dùng tấm lòng cảm ơn vô bờ của mình để cảm ơn tổ tiên của dân tộc, cảm ơn tổ tiên của nhân loại đã yêu thương đối với con cháu đời sau, cảm ơn sự giáo dục vĩ đại của cổ thánh tiên hiền, cảm ơn vị đạo sư kính mến, người đã từ bi dạy bảo hơn nửa thế kỷ, cảm ơn tất cả thầy cô đã không ngừng giảng giải và giáo hóa, cảm ơn đất nước và lãnh đạo đã bồi dưỡng và bảo vệ, cảm ơn cha mẹ và người thân đã yêu thương và dưỡng dục. Ân đức của thiên địa quân thân sư mãi mãi không thể quên. Chúng tôi xin dùng công đức của việc giảng dạy, nghe giảng, tu học, noi gương làm theo này để hồi hướng cho thiên địa quân thân sư cùng với hết thảy tất cả chúng sanh. Nguyện cầu phụng trì kinh giới, đổi tâm sửa tánh, quốc ấp làng xã được ân giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi, quốc thái dân an, đao binh bất động, sùng đức hưng nhân, tu trì lễ nhượng, nước không đạo tặc, dân không oan khuất,
mạnh không hiếp yếu, thảy như sở nguyện. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã cùng tu học với chúng tôi. Kính chúc các vị sáu thời tốt lành, đạo nghiệp chóng thành. A-di-đà-phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.